Ngoại tình có phải là căn bệnh của nhà giàu hay không? Ngoại tình lại là căn bệnh của nhà giàu, rơi vào các gia đình có nhà lầu xe hơi và thu nhập bình quân cao hơn người bình thường. Những câu hỏi được đặt ra cho xã hội hiện đại, đó là có cách nào mà làm cho những người chồng dù giàu lên vẫn còn yêu vợ như thuở Hàn Vi hay không? Làm sao để đồng tiền vào nhà nhưng mà hạnh phúc thì lại không đi ra khỏi cửa? Cận thân mến, có phải khi nghèo khó, vợ chồng yêu thương nhau hơn? Điều này không khó giải thích cho lắm, là vì trong cảnh nghèo khó, quan hệ vợ chồng đơn giản hơn. Họ kết hôn bằng tình yêu và gắn bó với nhau cũng bằng thứ tình cảm thuần túy này. Cái gắn kết hai người chính là tình yêu thương lẫn nhau. Cảnh chưa hết tháng đã hết tiền, cảnh vợ tính toán chi ly từng đồng, anh ta nhìn thấy nên thường quan tâm an ủi người bạn đời hơn. Có anh còn tỏ ra áy náy và tự dằn vặt mình, khiến cho vợ cảm động, lại quay ra động viên và an ủi chồng. Nhiều người bất chấp cảnh nghèo một cách vui vẻ, sống vẫn vô tư và yêu đời. Trong hoàn cảnh đó, người chồng cũng cảm nhận được tình yêu từ vợ. Anh ta cố gắng sao cho cuộc sống đầm ấm hơn và tình yêu tỏa sáng trong cảnh khó khăn và thiếu thốn. Ngoại tình lại là căn bệnh của nhà giàu. Đi sâu vào tâm lý của người đàn ông mới thấy nó đang diễn ra một quá trình biến đổi không khó hiểu cho lắm. Trước hết anh ta ý thức được sức mạnh của đồng tiền và nghĩ cứ có tiền là giải quyết được hết. Anh ta đã tạo ra một cuộc sống sung túc và như thế thì anh ta tin rằng mình đã làm tròn trách nhiệm với gia đình. Anh ta có quyền vui chơi, hưởng thụ, có quyền được sống một cuộc sống cho riêng mình. Có anh thì còn lý sự rằng cô còn muốn gì nữa, sướng không biết đường sướng, nhà cao cửa rộng, con thì đi du học, kinh tế không phải lo, khối người mơ mà còn không được. Nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là mọi gia đình giàu lên thì đều bất hạnh. Không ít trường hợp nhờ đồng tiền mà hạnh phúc của họ được tô điểm thêm. Vậy thì bí quyết của họ là gì? Có thể họ làm đúng câu ngạn, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ngọn lửa hạnh phúc gia đình bao giờ cũng cần được duy trì bởi người phụ nữ. Làm vợ khi mà chồng nghèo đã khó, làm vợ khi chồng giàu còn càng khó hơn. Trước hết, vợ cần thừa nhận tài năng của chồng, tỏ ra khâm phục và tự hào về chồng. Người vợ nên tỏ ra cảm kích việc chồng đã đem lại sự sung túc cho gia đình để vợ con có được một cuộc sống tiện nghi đầy đủ. Khi mà chồng giàu lên, tất nhiên giao thiệp xã hội cũng mở rộng hơn, khách đến nhà tấp nập hơn, đi đây đi đó cũng nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, người vợ phải nâng cấp dáng vẻ bề ngoài của mình lên để không tương phản với sự sang trọng mà mình được hưởng, và nhất là không cọc cạch với chồng. Phải học hỏi để nâng cao kiến thức và tăng thêm hiểu biết của bản thân mình. Nuôi dưỡng tâm hồn ngày càng phong phú, tươi vui và dí dỏm hơn, đặc biệt là cách cư xử với anh em, họ hàng, bạn bè, đối nội đối ngoại là việc một người vợ nên đảm nhiệm, không nên đẩy tất cả cho chồng. Nghe thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì chắc chắn chúng tôi biết rằng không dễ một chút nào. Nó đòi hỏi những người vợ phải luôn cố gắng. Suy cho cùng thì hạnh phúc nào ở đời cũng đều cần phải nỗ lực mà ra. Cận thân mến, vậy thì nếu như khi mà cuộc hôn nhân của các bạn đã tan vỡ rồi, thì có cách gì để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân sau cuộc ngoại tình nữa hay không? Trong thực tế thì có khoảng 70% cuộc hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình. Đôi khi không chỉ tồn tại mà lại còn tốt đẹp hơn nếu như người trong cuộc biết cách cứu vãn. Khi một vụ ngoại tình lần đầu bị phát hiện, bạn sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ. Nó sẽ kích hoạt một loạt các cảm xúc mạnh mẽ, khiến cho bạn giận dữ, xấu hổ, trầm cảm và hối hận. Bạn nghĩ rằng hôn nhân sẽ đổ vỡ tan tành, không còn gì để mà cứu vãn được nữa. Tại thời điểm hiện nay, điều quan trọng nhất là bạn phải thật bình tĩnh. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn với người thân để có thể giúp cho bạn tự cảm thấy vượt qua được vấn đề này. Tuy nhiên tránh thổ lộ với bất cứ ai, nhất là những người không tốt hoặc là những người thiếu hiểu biết. Nó chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Kinh nghiệm cho thấy liều thuốc thời gian là một trong những thứ hiệu nghiệm nhất. Tiền bạc, con cái, bệnh tật cũng có thể làm quan hệ căng thẳng, nhưng mà nó không làm xói mòn nền tảng của hôn nhân khi mà lòng tin không còn.
Tuy nhiên có một thực tế là khoảng 70% hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình. Đôi khi nó không chỉ tồn tại mà nếu như biết cách thì nó còn tốt đẹp hơn. Nếu như bạn nhận ra đâu là những lỗ hổng trong hôn nhân và biết cách khắc phục điều này, bạn không nên đi vào các chi tiết khoét sâu nỗi đau. Đừng vội yêu cầu đối tác phải ngồi nói chuyện cho đến khi mà bạn có thể nói một cách tử tốn mà không chỉ lên án nhau nặng lời có tính phá hủy. Hãy dành thời gian để tìm hiểu sự thật trước đã. Không phải tất cả những cuộc ngoại tình đều giống nhau, cần phải xác định rõ nó thuộc loại nào. Khi xem xét một số tình huống của sự không chung thủy, chúng ta thấy rằng cái mà nó có thể tha thứ được với người này nhưng mà với người kia thì nó lại không thể chấp nhận được. Điều quan trọng là bạn đặt cuộc ngoại tình vào đúng góc nhìn, khám phá những nguy cơ tiềm ẩn trong hôn nhân. Vì ngoại tình nó có thể xảy ra cả với những gia đình đang hạnh phúc, phải bắt mạch chúng thì mới có thể điều trị được. Các bước để phục hồi cuộc hôn nhân mà chúng tôi có thể gạch đầu dòng ra cho các bạn như sau. Thứ nhất là yêu cầu trước tiên là phải chấm dứt mối quan hệ ngoại tình, cắt đứt mọi liên lạc dưới bất cứ hình thức nào. Thứ hai là có thể mất một thời gian để hiểu những gì đã xảy ra và để nhìn nhận lại mối quan hệ của bạn có đáng được cứu vãn hay không. Điều thứ ba là người có lỗi thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và cần phải nhận thức được nó gây ra đau đớn cho người bạn đời của mình ra sao. Tiếp nữa là bạn có thể cần sự giúp đỡ của những người bạn thân hay là một chuyên gia tâm lý nào đó để có thể nói về nó một cách xây dựng và khách quan hơn. Thường thì kẻ ngoại tình sẽ rất lo lắng về tội lỗi của mình nên bạn cần làm cho họ hiểu rằng là mình đang muốn khôi phục cuộc hôn nhân. Tha thứ là phần khó khăn nhất của cuộc hồi phục sau ngoại tình. Nó có thể là cả một quá trình dài lâu. Sự tha thứ có xu hướng trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Tương lai hôn nhân có thể sẽ phát triển theo chiều sâu, trung thực, gần gũi và gắn bó với nhau hơn, hay là tan đàn xẻ nghé, không thể chấp nhận được và mỗi người đi một hướng, hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ cũng như hành động của mình. Những gì bạn đang phải trải qua làm cho bạn hiểu nhau hơn và cuộc sống hôn nhân có thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết nếu như bạn vượt qua được giai đoạn này. Chúng tôi không nói là bạn nên chia tay hay là nên tiếp tục. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ, hoàn cảnh sống cũng như là phụ thuộc vào người bạn đời của bạn rất nhiều. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn tìm ra được quyết định sáng suốt nhất và phù hợp nhất với cuộc hôn nhân mà đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.